Trong video này, Tokyo Camera sẽ giới thiệu đến các bạn cài đặt và thao tác cơ bản cần thiết khi sử dụng DJI Rest 3 lần đầu. Mở hộp đựng DJI Rest 3 và lấy cái pin ra. Lần đầu sử dụng, hãy sử dụng cáp sạc USB-C đi kèm để sạc và kích hoạt pin. Sau khi kích hoạt, hãy lấy chân đế tripod ra, gắn nó với tay cầm và mở ra nhé. Gắn tay cầm này vào gimbal. Khi bạn nghe thấy âm thanh clip, hãy đẩy cần gạt theo chiều kim đồng hồ để khóa chúng lại. Để tháo tay cầm, hãy gạt cần sang vị trí mở khóa, rồi nhấn và giữ nút tháo để tháo rời. DJI Rest 3 Combo bao gồm một giá đỡ len, Quick Release Plus tấm tháo mở nhanh, cáp kết nối máy ảnh, bộ ốc vít và cáp sạc USB-C. Ngoài ra còn có một tay cầm có thể được gắn vào cổng NATO ở bên trái của gimbal. Và chúng ta sẽ có Focus Moto, Combo Focus Moto Rod Mount Kit và Focus Gear Strip. Trước khi kích hoạt Rest 3, hãy tải và cài đặt ứng dụng DJI Ronin. Nhấn và giữ nút nguồn để bật gimbal. Chọn ngôn ngữ của gimbal. DJI Rest 3 cung cấp 5 lần sử dụng thử, sau đó sẽ yêu cầu kích hoạt để có thể tiếp tục sử dụng. Bật Bluetooth trên điện thoại. Mở ứng dụng DJI Ronin, đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản DJI của bạn. Nhấn Connect, chọn DJI Rest 3. Nhập mật khẩu mặc định 123456678. Sau đó làm theo hướng dẫn hiện ra trên màn hình để tiếp tục kích hoạt DJI Rest 3. Sau khi kích hoạt, hãy bấm giữ nút nguồn để tắt gimbal. Gắn tấm tháo nhanh ở phía trên, Upper Release Plate vào máy ảnh, gạt cần ở mao gắn máy ảnh về phía biểu tượng mở khóa. Lắp tấm tháo nhả nhanh ở phía dưới vào, gạt cần về vị trí khóa. Gạt cần của tấm này về vị trí mở, gắn tấm upper đã gắn với máy ảnh vào, gạt cần khóa. Để có những cảnh quay ổn định và đạt được hiệu suất tốt nhất từ DJI Rest 3, cân chỉnh gimbal là điều nên làm trước khi sử dụng. Cân bằng không đúng cách có thể làm giảm độ ổn định và thời gian sử dụng của pin. Mất cân bằng nghiêm trọng có thể khiến các motor nóng lên, buộc gimbal chuyển sang chế độ ngủ để bảo vệ nó. Hãy thực hiện theo thứ tự cân chỉnh kế tiếp để cân trục tiêu, cân bằng trục roll và cân bằng trục pan nhé. Mở khóa trục tiêu, xoay trục tiêu để lên máy ảnh hướng lên trên. Hãy chắc chắn rằng máy ảnh không bị quá nặng ở đầu hay là ở đuôi. Nới lỏng nút vặn để điều chỉnh ngắm gắn về vị trí phù hợp. Siết chặt lại khi máy ảnh cân chỉnh xong. Trục tiêu dọc cân bằng là khi giữ vị trí ổn định khi hướng lên trên. Xoay trục tiêu để máy ảnh hướng về phía trước. Hãy đảm bảo rằng máy ảnh không bị nặng đổ về trước hay về phía sau. Gạt cần mở khóa, điều chỉnh núm xoay vặn để tìm vị trí cân bằng phù hợp. Sau đó gạt cần khóa lại. Trục tiêu cân bằng là khi máy ảnh đứng yên dù ở vị trí cúi hoặc ngửa 45 độ. Khóa trục tiêu lại. Mở khóa trục roll. Hãy đảm bảo rằng máy ảnh không bị quá nặng ở phía trước hoặc phía sau. Gạt cần mở khóa trục này, rồi điều chỉnh vị trí cân bằng phù hợp, sau đó khóa lại. Trục roll cân bằng là khi máy ảnh đứng yên ở bất kỳ góc độ nào. Khóa trục roll. Mở khóa trục pan. Khi giữ tay cầm, nghiêng gimbal và xoay trục pan song song với cơ thể của bạn. Gạt cần mở khóa và điều chỉnh vị trí cân bằng phù hợp rồi khóa lại. Trục pan cân bằng là khi máy ảnh đứng yên, dù bạn xoay trục pan ở bất kỳ hướng nào khi gimbal đang ở tư thế nghiêng. Bấm giữ nút nguồn khoảng 1 giây để gimbal bật lên. Bấm giữ nút M và trigger đồng thời để bắt đầu auto-tune. Bấm giữ nút nguồn để bật gimbal. Mở ứng dụng Ronin, nhấn kết nối và lựa chọn thiết bị Rest 3. Khi có phiên bản cập nhật firmware mới, bạn sẽ thấy một thông báo nhảy ra ở trên như thế này. Nhấn Update Now để bắt đầu cập nhật firmware. Hãy nhớ đừng tắt gimbal hay điện thoại cho tới khi xong xuôi nhé.